Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Lễ kính thưa thầy và kính thưa bổn quý gia đình và kính thưa chư huynh đệ đồng đạo xa gần kính mến. Thì theo được biết hôm nay cũng là ngày 16 tháng 5 niên Tân Sửu, cũng là ngày cúng cơm thường niên cho người thân trong gia đình. Họ tên tức Lê Công Mách. Hôm nay bổn gia đình cũng như con cháu nhận được cái chân lý của Đức Phật, Đức Thầy, nên có sắm lễ vật hoa quả để làm cho phúc cúng dường cho cô huỳnh thất tổ ông bà chung ở trong tộc họ và trăm họ và hương linh của tên Lê Công Mách. Cái điều muốn gửi lên qua sự hiếu nghĩa mà Đức Thầy có dạy, sách xưa có câu thiên kinh vạn điển hiếu nghĩa di tiên, muôn vạn quyển kinh của Phật thánh tiên đều dạy sự hiếu nghĩa làm đầu. Thì cái người cư sĩ tại gia học Phật tu nhân qua cái chữ hiếu, Đức Thầy dạy cũng có câu: con người có tổ có tông, học hai chữ nghĩa sao không phượng thờ. Hiếu trung chuyện xích sờ sờ, người đời phải biết phượng thờ mẹ cha. Mẹ cha là kẻ trọng ân, dưỡng nuôi báo hiếu đúng thân yếu già. Dường linh đem quậy mới là, có chi cũng nấy vậy mà dân ôi. Hoặc là cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thủ lễ trai. Trong sạch nghĩa nhân gì mới đáng, thì hồn linh siêu thoát dạ câu bay. Đó là lời trong học Đức Thầy nhắc nhở và dạy chúng ta mà hôm nay cũng gia đình cũng như đồng đạo sáu môn làm được thì cái điều hết sức là cao quý. Còn đối về với ông bà cô bác và chị em cũng như đồng đạo chúng ta đi cũng vậy. Khi nhận được lời mời, không quên chúng ta luôn tín đồ Phật giáo hòa hảo, cũng tương thân tương ái đùm bọc lẫn nhau. Cũng thể hiện qua sách xưa cũng có câu Đức Khổng Tử có dạy: nhất gia hữu sự bá gia ư, một nhà có việc trăm nhà lo. Hoặc là Đức Thầy cũng dạy trong đường thứ 8, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Vì thế mà quy nhận được lời mời không phụ, không niệm đường xa xa gần, được quy tụ trở về đây. Mỗi người nhận một nén hương để trở về cái tâm thanh tịnh, để hầu hưởng công đức cho người qua giảng hoặc là trong ngày kỷ niệm hôm nay. Thì cái điều hết sức là quý báu vô cùng mà bốn gia đình không biết nói sao hơn, không lấy chi bù đắp được. Tôi xin thay mặt cho bốn gia đình, kính chúc đạo tràng hương trầm nghi ngút, nguyện hưởng tam bảo và mười phương chư Phật và quy linh của tổ thầy và quan tượng đẳng đại thần, chư quan cụng thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh cho toàn thể quý thiền vị được thường tâm an lạc và sáng suốt tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua lời nói đầu cũng như lời kính chúc và tán thán quý lực vị giờ đến phần cúng cơm, vì xét thấy có đông người nên đồng đạo sáu môn yêu cầu đồng đạo hòa để làm phần sự của mình, để điều hòa trong cái buổi cúng cơm hôm nay cho được đồng nhất. Bây giờ cũng đã đến, kính mời đồng đạo làm phần sự. Thì tăng trọng kính mời và kính mời. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính thưa thầy, kính thưa quý cháu người đại diện của hôm nay, kính thưa quý bà con bác và chị em, kính thưa đồng đạo xa gần kính mến. Được biết hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm Tân Sửu, ngày cúng cơm thường niên cho người thân trong gia đình họ tên Lê Công Mách. Trước khi cháu làm phật sự thì chúng có trình ba ngôi thờ cung kính như sau. Phần thứ nhất chúng ta trình lễ theo sách Phật giáo. Phần thứ nhì chúng ta trình lễ Phật của quyền thánh tổ và chung tộc họ và cho họ về cho hương ông Lê Công Mách. Và thứ ba cũng có cầu nguyện kiếp Phật Phật thứ tư trở về tôn giáo để tắt. Thường đưa lên trán thành tâm nguyện danh
đồng thiền. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm Tân Sửu, là ngày cúng cơm thường nghi cho người thân trong gia đình họ tên Lê Công Mách. Con cháu cũng có sắm lễ vật như hoa quả, chai phẩm cúng dường cho cụ Nguyên, các tổ ông bà chung tập họ và trăm họ là nhân viên ông Lê Công Mách. Hôm nay con cháu cũng có sắm lễ vật như hoa quả, chai phẩm cúng dường cho cụ Nguyên, các tổ bà chung tập họ và trăm họ nhân viên ông Lê Công Mách. Cũng quá giảng trở về đây để tọa bàn ăn uống với cảm ứng chứng minh cho gia đình và nghĩa tình đồng đạo một phút tự niệm. Đứng ngay thẳng chắp tay vào ngực, hiệu đồng đạo số 1, đọc lại bài 20 câu, trân trọng kính mời. Nam mô A Di Đà. Đầu cuối lại cầu nguyện khắc bao ngõ đáp ơn bao bầu sanh thành. Nay con quy Phật tu hành cứu quyền thất tổ lòng lành. Lời Phật dạy từ bi bác ái và nhân từ quang đại mở mang, hiếu chung con giữ vẹn toàn tự gài chẳng dám lòng như xưa. Sao hưởng đặng phước thừa của Phật hồng nhẹ nhàng giữa khỏi tử sanh, nguyện đem công quả tu hành cứu chồng công tổ giảng sanh liên đài. Về Phật quốc ngài, ngài an lạc cả giống dòng dài thoát lưng trầm. Rồi đem đạo pháp quyền thâm độ chồng sanh chúng hết lầm hết mê. Cả vạn vật đồng về Phật cầm, chẳng luyến trần ảo ảnh gạt lường. Nguyện cầu chư Phật mười phương nếp bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Nam mô A Di Đà Phật. Để tiếp theo thì giới thiệu là hai tỳ chúng tại bài 8 câu chậm kính mời hai tỳ. Nam mô A Di Đà Phật. Quải đơn cung tế lễ xưa nay, xác vật châu heo đưa mỹ bài, kẻ mất cho ăn chi khó hiểu, người còn bạc đại lạ lùng tay. Cháu con báo hiếu theo nhà cha mẹ qua đời thủ lễ trai, trong sạch nghĩa nhân dày mới đang
Phật nhẹ cao bay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà rang tu đắc đạo cứu cụ quyền thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên ngõ đa phương và công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Giới được tiến trình quan thượng nhận đại thần, chư quan thuộc thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh. Được biết hôm nay là ngày 16 tháng 5 năm Tân Sửu, là ngày cúng cơm thường niên người thân trong gia đình, họ tên Lê Công Mắc. Và con cháu cũng sắm lễ vật như hoa quả, chai phẩm cúng dường cho cố quyền thất tổ và chung trong tộc họ và trong họ và vong linh Lê Công Mắc cũng có chứng kiến cho những ngày một mong. Bây giờ thọ hưởng cũng đã đến, gia đình nghĩa tình đồng đạo cung kính thỉnh mời các lão tiền bối nhiều đời nhiều kiếp có công giữ nước và hy sinh vì tổ quốc và hy sinh vì đạo pháp bỏ mình. Bây giờ thọ hưởng cũng đã đến, gia đình nghĩa tình đồng đạo cũng cung kính thỉnh mời các ngài vừa nêu trên quá giảng trở về đây để tọa bàn ăn uống cảm ứng chứng minh cho gia đình và nghĩa tình đồng đạo. Một phút tự nhiên phúc tiền qua mọi ưu xá ba sẽ mời qua bác qua cô bác. Mời quý vị tất cả thân thiên nhiên chúng ta nhìn mong cô bác đồng thành tâm xá ba xá đừng đứng ngay thẳng chắp tay là được kính trình cô bác trong thân tộc, cô bác bên nội, cô bác bên ngoài, cô bác lớn gì. Được biết hôm nay cũng là ngày 16 tháng 5 năm Tân Sửu, là ngày cúng cơm thường niên người thân trong gia đình, họ tên Lê Công Mắc. Và con cháu cũng sắm lễ vật như hoa quả, chai phẩm cúng dường sư cứu quyền thất tổ mà chung trong tộc họ và trong họ là vong linh Lê Công Mắc cũng có chứng kiến cho cô bác một mâm. Vậy bây giờ thọ hưởng cũng đã đến, gia đình người nghĩa tình đồng đạo cung kính thỉnh mời cô bác vừa nêu trên quá giảng trở về đây để tọa bàn ăn uống cảm ứng chứng minh cho gia đình người nghĩa tình đồng đạo. Một tự nguyện kỷ niệm vừa qua một đi xa ba tờ và chúng con nữa sau chúng ta còn phải thực hành hoặc là học Nam mô A Di Đà Phật. Kính lễ đức thầy, nãy chú hai có lời nói đầu đồng đạo hòa nhưng cúng cơm tới phần cầu nguyện, phần này em cháu xin điều hòa buổi cầu cúng hôm nay cho nó được thống nhất
trong khi làm phận sự có điều gì sơ xuất, xin quý vị rộng tình và bổ sung thêm. Em cháu thành thật biết ơn Đức Thầy có dạy: sống thì lo thể xác, thác thì lo linh hồn, cầu linh hồn cho được giảng sanh, đây chỉ rõ đường đi nước bước. Hay là thứ bảy chánh niệm vị thì, khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm, Tây phương tuy ở cõi xa, thành tâm thì có Phật mà đáo lai. Một liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rài từ bi. Hay là kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, câu chánh niệm thiết tha nhiều nặng. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc thiện toàn. Dần cho nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy có. Hay là hương đang nghi ngút lễ giọng cầu, cảm tình bá tánh nguyện từng câu. Chí quyết một lời ta độ tặng, dắt chúng sanh linh khỏi mộng sầu. Vậy giờ cúng đã đến, kính mời tất cả thân trang nghiêm hướng tâm về bàn Phật xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật. Đứng ngay thẳng, chắp tay hương vào ngực. Đức Thầy có dạy cái cách cầu nguyện cho người chết, mọi người đứng trước bàn Phật niệm: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Giới Phật Tổ Phật Thầy, nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên Lê Công Mách, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Xá một xá Nam mô A Di Đà Phật. Trong khi giao hương niệm Phật thầm trong tâm, để giữ phần chánh niệm hồi hướng công đức cho người đã mất. Cấm hương xong, xá một xá Nam mô A Di Đà Phật, quỳ xuống lại tên Đức Phật bốn lần. Thành tâm lại Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật. Đủ bốn lại mà đồng đứng lên. Xá chính giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật, bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên mặt Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hương xong, kính mời tất cả thân trang nghiêm hướng tâm vào bàn Phật cầu xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đứng ngay thẳng, chắp tay hương vào ngực niệm: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Giới Phật Tổ Phật Thầy, nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên Lê Công Mách, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ giảng sanh miền cực lạc. Xá một xá Nam mô A Di Đà Phật. Hương xong, xá một xá Nam mô A Di Đà Phật, quỳ xuống lại hơn Đức Phật bốn lại. Thành tâm lại Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật. Thành tâm lại Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật.
thành tâm lại Phật, lại Nam Mô A Di Đà Phật. Đủ bốn lại rồi đứng lên. Trái chính giữa niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bên trái Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên mặt Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Xong kính mời tất cả thân trang nghiêm hướng tâm về bàn Phật đồng xá ba xá. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đứng ngay thẳng, chắp tay hương vào ngực niệm Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Và Nam mô A Di Đà Phật. Giấy Phật Tổ Phật Thầy, nay mình thành tâm cầu nguyện cho tên Lê Công Mắt, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Xá một xá Nam mô A Di Đà Phật. Tu tu cấm hương xong xá một xá Nam mô A Di Đà Phật, quỳ xuống lại tên Phật bốn lần, thành tâm lại Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm lại Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật, thành tâm lại Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật, tâm lại Phật, lại Nam mô A Di Đà Phật. Đứng bốn lại rồi đứng lên. Trái chính giữa niệm Nam mô A Di Đà Phật, bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên mặt Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta cúng và cầu trước bàn thờ một lần ba lượt đã xong, kính mời tất cả xây vào bên trong. Chúng ta dừng ngôi của mình đồng xá ba xá, kính lại Chúa, kính lại Chúa, kính lại Chúa. Chúng tâm về hồng an tâm bảo đồng xá ba xá, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hướng tâm về kinh dung đức thầy hai bên đồng xá, kính lễ thầy, kính lễ thầy, kính lễ thầy, quỳ gặp. Hướng tâm về bàn thông thiên đồng xá ba xá, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hướng tâm về bàn Phật đồng xá ba xá, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà. Cúng giờ cầu đã xong, mời quý vị giải y và tự tiện.